Vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2019. Thì bên em vừa mới về được các cái mẫu bếp từ này, bếp ga và máy hút mùi của Daikyo-san nhé, dòng sản phẩm cao cấp của Daikyo-san. Thì hiện tại trước mắt các bác đây là cái mẫu bếp từ có mã là DKT10005. Đây, nó là cái mẫu này. Đây các bạn. Đấy. Mẫu DKT11005. Thì cái mã này thì bên nhà sản xuất có đưa ra cái giá là 1 triệu 700 nghìn. Đấy. Công suất của nó là 2000W các bác nhé. Công suất 2000W. Điện áp là 220V 50Hz. Đấy. Trọng lượng là nặng 2 cân 3, cũng khá nặng đấy. Đấy. Điều khiển bằng cảm ứng nhé. Chức năng hẹn giờ này, khóa an toàn trẻ em này. Đấy. Bảo vệ khi đặt lồi không đúng này, tự động tắt bếp sau 2 phút khi không sử dụng. Đấy thì bây giờ em sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra để cùng các bác xem bên trong nó có những gì nhé. Sản phẩm đây. Đây là một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng. Coi nhé. Đấy, kích hoạt bảo hành điện tử thì sẽ được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 1 tỷ đồng các bác. Máy của Daikyo-san đây, các bác nhìn không, rất là đẳng cấp các bác, rất đẹp. Toàn bộ màn hình là cảm ứng hết này, lẩu này, chiên, xào, nướng, đun nước, cháo, hấp, súp, tắt mở, toàn bộ là cảm ứng hết các bác nhỉ. Mặt kính cường lực 3D. Đấy. Con này thì sản xuất tháng 10 năm 2019, rất mới các bác nhỉ. Đấy, có công suất là 2000W. Đấy, toàn bộ cái sản phẩm của Đại Việt thì đều có tem bảo hành chính hãng đây. Tem bảo hành và cào điện tử. Khi mà các bác nào mua sản phẩm này thì em sẽ kích hoạt cái bảo hành điện tử. Bếp từ. À. Còn một điều nữa mà hiện nay thì còn một cái chi tiết cực kỳ quan trọng mà bây giờ em mới để ý này. Thì hiện tại khi mà hàng về thì em không để ý là có song hay không. Đấy, như các cái sản phẩm khác hiện nay trên thị trường thì người ta sẽ tặng kèm một cái song. Đấy, còn hiện tại như đây thì em không thấy có song. Đấy, thì không biết là sản phẩm nó chỉ có bếp không như này không, hay là có song mà nhà phân phối người ta quên đưa cho em nữa thì em tí em sẽ hỏi lại, và em sẽ để ở cái link ở phía dưới các bác nhé. Đấy, đây là cái sản phẩm của Daikyo-san này. Giờ em sẽ đây là hàng mới nguyên xia đấy. À, con này còn mới nguyên tem bảo hành các bác nhé, nguyên tem, cho nên là em không thể tháo ra cho các bác xem cái nội thất bên trong được đấy. Nhưng mà em dám khẳng định với các bác là hàng cực kỳ chất lượng đấy, máy cực kỳ chắc nhé, cầm rất chắc tay đấy, bếp rất chắc tay, dây nguồn to, dây nguồn cực, cực to nhé, dây này to lắm, dây này chịu tải cực tốt đấy. Thì hiện nay thì em có đầy đủ các mã nhé. Đấy, thì đây là em giới thiệu đến các bác cái mã này thôi. Còn ngoài ra thì các mã sản phẩm kia bên em đều có hết nhé. Thì bác nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0982 826 628 nhé. Đấy, để liên hệ để đặt hàng.
Em xin chào, cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi nha.